Mazda CX5 hiện là mẫu crossover hạng C bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong năm 2021 với tổng cộng 10.230 xe đến tay khách hàng. Mẫu xe này bỏ ra các đối thủ bám đuổi phía sau như Hyundai Tucson hay Honda CRV. Hiện nay, lượng xe Mazda CX5 lướt lên sàn xe cũ liên tục tăng cùng số lăn bánh thấp cùng với đó là mức giá khiến nhiều người quan tâm như trong video này. Mới đây, một salon xe cũ đã giao bán chiếc Mazda CX5 sản xuất và đăng ký năm 2021 trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đáng chú ý, chiếc CUV của thương hiệu Nhật Bản dù đã qua một lần đò, nhưng số lăn bánh hiện chỉ 990 km, một con số lăn bánh thấp. Theo thông tin bài đăng bán, chiếc Mazda CX-5 này thuộc phiên bản Premium có giá niêm yết 919 triệu. Để lăn bánh xe, người dùng sẽ phải bỏ ra khoảng 985 triệu ở Hà Nội. Mức giá trên đã bao gồm giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe lắp ráp trong nước. Trong khi đó, sau gần 1.000 km lăn bánh, salon xe cũ đang chào bán CX5 Premium 2021 với giá 950 triệu. Sau khi mức giá trên được công khai, nhiều người cho rằng khá cao bởi xe không chênh lệch nhiều so với xe mới, chỉ hơn 30 triệu. Với mức giá trên, nhiều người sẵn sàng bóc tem xe mới thay vì chiếc CX5 đã chạy gần 1.000 km. Do đó, không ít người cho rằng, chiếc Mazda CX5 Premium sẽ cần mất thời gian để tìm thấy chủ nhân mới. Không ngoại trừ sẽ phải giảm giá nếu muốn bán nhanh. Mazda CX5 Premium sử dụng khối động cơ xăng Skyactiv-G 2.0L cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Hiện nay, Mazda CX5 ở Việt Nam là bản nâng cấp từ năm 2019 và người dùng đang rất mong chờ phiên bản mới. Bản nâng cấp giữa vòng đời của CX5 đã được ra mắt ở nhiều thị trường, trong đó có Nhật Bản, Mỹ và hiện đã đi vào sản xuất thương mại chuẩn bị bàn giao đến khách hàng. Theo nhiều nguồn tin, Mazda CX5 2022 sẵn sàng về nước vào khoảng giữa năm nay nhằm thay thế cho bản hiện hành. Chính bởi vậy, những chiếc CX5 không còn quá hấp dẫn, mà nhiều người chờ bản mới dù thay đổi không thực sự quá nhiều. Cụ thể, ở bản nâng cấp, CX5 thay đổi với cụm đèn pha, đèn hậu, la-zăng và màn hình giải trí trung tâm mới. Ngoài ra, động cơ, công nghệ, tiện nghi của Mazda CX5 mới vẫn được giữ nguyên như bản hiện hành. Xe cộ